Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 13 tháng 9 năm 2024 trên kênh Phunu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phunu TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá cà phê sáng nay ngày 13 tháng 9 đồng loạt tăng tốt trên thị trường thế giới và trong nước. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2024 tăng 69 USD trên tấn với mức tăng là 1,38% lên mức giao dịch là 5.077 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2025, giá cà phê tăng 47 USD trên tấn với mức tăng là 0,99% lên mức giao dịch là 4.816 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 11 và tháng 1 trên sàn London tương đương với mức giá là 125.600 đồng và 119.000 đồng 1 kg, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao trên mức trung bình, cùng đà tăng với giá cà phê Arabica trên sàn New York. Ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2024, giá cà phê tăng 2,75 sen với mức tăng là 1,11% lên mức giao dịch là 249,4 sen trên bao. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2025, giá cà phê tăng 2,55 sen lên mức 247 sen trên bao. Các mức tăng vừa phải, khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Năm đều ghi nhận tăng tốt trên cả hai sàn phái sinh, với cà phê Robusta đạt mức cao nhất trong một tuần rưỡi. Giá cà phê tăng do lo ngại sự kiện thời tiết toàn cầu bất lợi sẽ hạn chế sản lượng cà phê. Brazil đang phải đối mặt với thời tiết khô hạn nhất kể từ năm 1981. Theo Trung tâm Giám sát Thiên tai, cơ quan dự báo khí tượng Somamet đưa tin hôm thứ Hai, khu vực Minas Gerais của Brazil không có mưa trong tuần qua. Ngoài ra, giá cà phê Robusta cũng đang nhận được sự hỗ trợ bởi tình trạng khô hạn quá mức ở Việt Nam thời gian qua sẽ làm hỏng vụ cà phê và hạn chế sản lượng Robusta toàn cầu trong tương lai. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, ngày 13 tháng 9, ghi nhận ở các địa phương, giá cà phê tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg. Sáng nay giá cà phê trong nước ghi nhận thu mua quanh mức là 122.700 đồng tới 123.600 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc thu mua quanh mức 122.800 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 122.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận ở mức là 123.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 123.400 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Cư Quyên, Crong Năng và huyện Crong Bắc, giá cà phê thu mua quanh mức là 123.500 đồng và 123.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Iagrai thu mua quanh mức giá 123.500 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chư Prong và huyện Chư Sê, giá cà phê là 123.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min ghi nhận quanh mức 123.600 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, giá cà phê là 123.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi, sáng nay thu mua quanh mức giá 123.500 đồng 1 kg. Và ở khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 123.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay giá cà phê thu mua quanh mức là 123.500 đồng 1 kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 123.700 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê ra tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận quanh mức giá 123.800 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 123.600 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ.